quá phát cấm đập cấm sân phát cấm sân quá thạch lóc quá tốt cấm sân tiếp tục quan trọng bàn đến với trận đấu giữa team Uni và team Thái Đô. Quả bóng không lưu ý, điểm 1-0 cho Uni. Thái Đô bóng tốt. Quá tốt. Đập bóng tốt của Phan. Không ai chơi dễ cơm không ai. Không ai chơi dễ cơm. Rồi giỏi rồi. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt. Bóng bằng tay nha. Hai điều. Quá tốt và cấm sang cho mọi người. 4-3-2. Bỏ bóng tốt của tổng hợp. 4-2. Bóng ra ngoài, điểm 3-4. Bóng tốt. Điểm 5-3. Trận tiếp theo là trận của Z với lại Tago. Bóng còn, quá hay. Đáp. Bóng còn, thủ tốt vậy lượng. Thái Đô bóng tốt. Điểm 4-5. Tú mở chôn chân. Phát. Cấm sân của Phát. Điểm 6-4. Thái Đô trả lời. Điểm 5-6. Đập bóng tốt. Bảy năm. Thay đồ là bóng tốt. 6-7. Bóng con. Chẳng bóng tốt. 8-6. Em là cái vị trí của thằng số 10 đó. Hả?
đi về 78 này với lộn có 22 chứ. Để vô gặp đội tay cho nó giống quý. Quá tốt, bóng còn nha mọi người. Thái độ chẳng muốn tốt của Phát. 96 97 97 97 thăm bằng kiệt cũng khó rồi. Bóng không vào lưới. Điểm 17. Bóng còn cấm sân. Bóng còn bỏ bóng tốn điểm hai nó đánh bóng thì sợ trường sao nó bánh quá bánh à. Anh Hồng ơi, lần ba anh Hồng ơi. Phát cấm sân. Điểm liên tục là những pha cấm sân từ team Uni. Từ những con gà của Uni. Gà Uni. Quá đơn giản. Bỏ bóng tốt. Phá bóng ngoài. Phá bóng ra ngoài. Điểm 13 chín. 13 chín. Chắn bóng tốt. 14 chín. Điểm 14 chín. Hai đội chú ý điểm cuối. Tập bóng tốt. Điểm 10, 14. Quá. Quá tốt, bóng còn nha mọi người. Thủ tốt. Bỏ bóng tốt của lượng. Rất tiếc. Uni tạm dẫn trước 1-0. Xích 2 giữa Uni và Thái Đô. Bỏ bóng tốt 1-0 cho Thái Đô. Tốt quá Phát ơi, cũng tốt quá em. Cũng tốt, ăn cơm chưa? Ây da. Thành Lộc là bóng tốt. Điểm 1 đều. Đúng rồi, hoạt động đi cho nó giãn mà đừng vô bánh được. Chắn bóng chậm lưới. 2-1. Quá tốt rồi các bạn ơi. Nhảy lên là cấm sân, nhảy lên là cấm sân. Thì nói cặp bà chồng nó, nói gì cặp bà chồng mà. Phát bóng tốt của tôi mở. 3-2. Giải này thấy em cũng phải không? Cầu này để 4-2. Không quá trời hát ghê vậy trời. Chỉ nào cũng không được cái chuyện gì. Thank you.
Điểm 3-4. 3-4. Cho thấy đâu. Điểm 3-4. Đá cho mạnh ra cái bồi. Thạch Lóc. Quá tốt. Điểm 5-3. Điểm 5 đều. Điểm 6-5 cho thấy đâu. Đập bóng tốt của Thạch Lộc. Điểm tốt của Lượng 7-6 cho thấy đâu. Đập bóng tốt. Điểm 8-7. Chẳng muốn tốt. Điểm 9-7. Bung bàn. Không bán để mình 17. Bóng còn. Đáp. Bóng tốt. 17. Bung bàn tiếp. 12, bóng quá quy lực của tôi mở. Điểm 8-12. Bóng tốt. Điểm 13-8. Phát bóng ra ngoài. Điểm 9-13. Chẳng bóng tốt. Điểm 13. Mời đội ta chơi với anh em chuẩn bị nha. Bóng ngoài. Điểm 11-13.
Cẩm Sơn tiếp tục điểm quá quy lực 14-11. Bóng ngoài. Điểm 12-14. Bóng còn nha mọi người. Điểm 13-14. Tập trung lên cái cuối nè. Nãy ơi. Bóng tốt. Mười bốn đều. Kết thúc trận lượt thi thắng 2-0.